đặc biệt là dành cho những người mà đang có vấn đề bệnh tim, bệnh huyết áp, bệnh gan nhiễm mỡ, bệnh ung thư, bệnh tiểu đường nặng đấy, hay là bệnh liên quan đến dạ dày nặng đấy, hay bệnh liên quan đến xương khớp, bệnh gút nặng cũng thế thôi nhá. Đó là chế độ ăn ít chất muối, ít muối đấy, ít muối và ít chất béo đấy. Tại sao chúng ta lại ăn một cái chế độ ăn ít chất muối? Bởi vì như em đã nói là cơ thể của chúng ta đang ăn trong một cái chế độ dư thừa muối. Và cái biểu hiện của người ăn dư thừa muối thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta bằng bằng chứng như này, chúng ta rất dễ phát hiện. Đó là ăn muối nhiều, đặc biệt là buổi tối chúng ta hay đi đêm tiểu đêm nhiều. Mắt của chúng ta nó hay bị quầng thâm mắt, da của chúng ta nó xỉn màu, được chưa? Đấy. Huyết áp của chúng ta ảnh hưởng đến huyết áp rất ảnh hưởng đến cái huyết áp của chúng ta, huyết áp cao ảnh hưởng đến rồi đấy, ảnh hưởng đến tim mạch của chúng ta, được chưa? Đấy. Cho nên là những người mà đang ăn theo cái chế độ ăn mặn, ăn nhiều muối mà muốn áp dụng và cải thiện sức khỏe thì chúng ta phải ăn nhạt nhá, ăn nhạt không ăn nhiều muối. Cái hàm lượng cơ thể của chúng ta hoàn toàn nạp được cái muối hữu cơ, cái muối mà cơ thể chúng ta nạp được từ rau củ quả thực vật, là cái lượng natri đấy, từ rau củ quả thực vật, nó sẽ tốt hơn là cái việc mà chúng ta sử dụng các loại muối tinh chế đấy. Những loại muối tinh chế ví dụ như là muối 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 iốt hay là muối muối tẩy trắng, nó không còn giá trị dinh dưỡng gì cả, nó vào cơ thể của chúng ta nó lại ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Do đó mọi người làm sao không ăn mặn, ăn nhạt.